chị đang bận, chị trả lời em chút xíu thôi. Không phải chứ. Chị cứ dọn đồ ăn đi. Chứ vấn đề ở đây á, không phải nói thiệt tâm á, là lúc mà chị nhận được cái tin nhắn đó, em có biết rằng là chị bay mười mấy tiếng, rồi chị xuống tới nơi là chị phải đi họp hết ngày này ngày kia, rồi cái múi giờ nó cũng khác nhau, chị lặt lìa như này, chị bị như là jet lag. Mà thật sự trong đầu chị, từ lúc chị đọc cái tin nhắn đó, chị cứ tưởng tượng rằng là cái cô bé đó cổ rất là đang giống như là bối rối, là cổ đang cần cái người mà giống như là giúp đỡ, và một cái người mà giống như là cái nguồn ủng hộ tinh thần của cổ. Tại vì chị đã trải qua cái tuổi đó rồi, và chị trải qua những cái suy nghĩ đó rồi luôn, và cái cảm xúc đó rồi luôn, cho nên chị rất hiểu. Và chị biết rằng là người ta cần mình. Chính vì như vậy cho nên rằng là chị ráng cố gắng, khi mà chị có khoảng thời gian rảnh xíu là chị nói ok, nhắn. Nhưng thật sự ấy, chị nói là gắn gọn thì bởi vì chị cứ suy nghĩ rằng là giống như là mình phải ngồi xuống rồi tâm tình cô cháu hay là chị em gì, đúng không? Ngắn gọn ở đây rằng là mình chỉ có 10 phút để mình nhắn tin cho cô bé đó thôi, thì đó là ngắn gọn. Nhưng thực sự là khi mà chị viết á, thì trong đầu chị nó cứ tuôn ra ào ra, chị viết thế thôi. Và thực sự đó là ngắn gọn với chị đó. Không, cái đó là ngắn gọn với chị thôi, nhưng mà dài dòng mới là tụi em. Nhưng mà biết sao? Có số 1. Tại sao có số 1, số 2, số 3, số 4? Tại vì chị cảm thấy rằng là chị nói cái phần này mà chị không, chị nói cái vế này mà chị không nói cái vế kia thì nó không đủ. Mà tư vấn hoặc là khuyên nhủ hoặc là một cái nguồn động lực cho người khác, mình không làm thì thôi. Mình làm phải làm cho đúng và cho đủ. Và bạn nào cũng đã mất cái thời gian của mình thì mình phải để tâm hết vào cái công việc đó. Và đó là cái cách chị làm việc, và đó là cái cách chị sống, đơn giản vậy thôi. Trước giờ không phải là cái chuyện mà nhắn tin hay là tư vấn tình cảm hay cái gì, không phải. Chị làm tất cả mọi thứ trong cuộc đời chị đều là như vậy hết. Không làm thôi, làm được cho đó, cho đúng, cho tới và cho đủ. Nhưng mà phải từ ngày chị Minh chị chơi Facebook thì mình mới hiểu là chị Minh là một người mà gọi là khác so với những cái gì mà mình suy nghĩ trước đây, đúng không? Bởi vì nha, kiểu hồi xưa thì cứ nghĩ là chị Minh sẽ rất là khó chịu, là chị Minh khó gần, chị Minh khó để mà giao tiếp với nhau. Nhưng mà sau khi mà nói mày tao dễ. Sau khi mà chơi Facebook thì mới gọi là thật sự là chị Minh là một người rất là dễ dãi. Trời ơi, ai nói cái gì mà cũng vô có comment, cái gì bà cũng vô bà nói chuyện, cái gì không bà phải. Cũng vô bà quan tâm không cái phải. Con mèo của người ta đăng lên mới vô bà hỏi con gì để vậy. Ê, cái đó hơi kỳ. Không, mà tại vì tính chị là cái cảm xúc nó nhanh lắm, nhưng mà đối với người thân nó như vậy. Yeah. Với cả từ trước tới giờ á, không hiểu tại sao chị không biết rằng là mọi người có suy nghĩ giống như chị hay không, nhưng mà mọi người để ý rằng là khi mà ai mà vô Facebook của chị mà comment những cái post của chị á, thì chị like hết trơn á. Chị like từ đầu tới cuối, có bao nhiêu cái comment là chị đều like hết. 200 hay là 100 cái comment chị cũng bỏ công ra, chị ngồi chị like hết. Bởi vì sao? Người chê chị hay là người chọc chị vui hay là người khen chị cũng đều like hết. Bởi vì chị suy nghĩ rằng làm cái điều người ta có sự quan tâm tới mình, người ta vô cái Facebook của mình và người ta bỏ thời gian dù là một phút hay là một gì đó để người ta, một giây hay là người ta đọc cái comment của mình, dù thì là không biết, không cần biết rằng là cái quan điểm hoặc là cái tâm tình người ta vui với mình hoặc là người ta cảm thiện mình hay là gì, nhưng mà chị đều trân trọng hết. Bởi vì người ta quan tâm tới mình, người ta mới làm cái điều đó, thì chị like hết. Cái ai vô nhà chị là chị hiếu khách trước đầu tiên. Ok, còn nếu mà chị không có hiếu khách mà chị cảm thấy rằng là hơi bị quá lố thì chị lóc luôn, chị không nói gì hết. Mà nói thiệt rằng là bữa giờ chị cũng hơi bực, bởi vì chị chưa biết cách lóc.